tục cái hình ảnh năm nay em lên hang bà xin chỗ hang chú anh chị, con chỗ 3 tháng, con chỗ 4 tháng. Đây, con đây là chỗ 4 tháng nè. 4 tháng là ôm lưới thứ 3 hang, còn bên kia là chỗ 3 tháng ôm lưới thứ 2. Thì một con cao 1m33, con cao 1m31. Rồi không sao ha. Em quay con chữa lưới thứ 3 trước cho cô chú giùm xem nè. Sái mặt nghiêm chỉnh nha. Sái lưng sái mặt là nghiêm chỉnh hết. Đây. Đó, xong lưng nè cô chú chị. Không? Con này chân thì mặt mày chân rồi kiền khú ha. Chân trước nè cô chú chị. Đó, vàng móng và móng sò ha. Chân sau nè. Móng sò cùm đứng thẳng dần rúng miếm của nó là cô chú chị thấy không? Liền bò ha. Đây. Thì chữa thì em bao chữa vậy trong 3 ngày thì cô chú chị mới thăm khám lại. Còn loài lú này em bao 3 tháng cho cô chú chị mình ha. Đây. Quay con chữa lứa thứ hai nè cô chú chị. Bạn sâu bạn có cha mẹ bao. Hai con này chiều cao đo mà 1m33 bò rồi cô chú chị. Dàn chân móng là chân ha không? Móng sò ha, đứng thẳng răng luôn cô chú chị. Lúng cũng dàn lúng chèn luôn nè. Thấy không? Đó. Đá vú luôn cô chú chị. Đây. Chân thẳng nè. Bạn sâu bạn có cha mẹ bao. Hình ảnh nè cô chú chị. Cận cảnh ha, hai con này một màu không có lem bớt bông giá gì hết. Đó, chữa thì về trong vòng 3 ngày cô chú chị thăm khám lại cho em ha. Đó, xe mặt nè. Thấy không? Xe mặt xe lưng cô chú chị hai con này là hoàn thiện hết ha. Gu gu bật luôn nè. Đây. Đó. Chân móng là liền lạc bò cô chú chị. Chân trước chân sau nè thấy không? Rồi, thì hai con bò này anh chủ nhà anh bán giá là hai con này bán 56 triệu ha. Đó, hai con giá 56 triệu nè. Thì cô chú chị nào gần xa ưng ý mua thì liên hệ. Em bán này em bán tại chuồng nha chú chị, em không có bao ship nữa. Bây giờ em ghi hình cho khách không mà không có phải bò của em không có bao ship được ha. Đó. Chân cẳng nè. Bò này em quan sát chân cẳng là liền bò ha, không có bú bắp xe xuống lúng xuống luộc gì hết. Đó, xương sóc cũng khá to chú anh chị. Dòng bò xin này thì cô chú nhìn mua nó đẻ nhặt bò ha, bền. Đó, lên giống mỗi năm mỗi con chú anh chị. Nè. Hai con là lông da bóng nưỡng ha. Đó. Thì cô chú anh chị nào ưng ý mua thì liên hệ cho bên em. Tiền ngã giá cả cũng báo hết trơn rồi đó. Đó. Hai con giá 56 triệu nha. Ưng ý được mua thì liên hệ cho bên em để mình sở hữu một đôi bò về mình làm giống nền sau này mình phát triển kinh tế của mình ha. Đây lắc này vốn nè, hai con bò này nhẹ bò nè, nhẹ vốn một chút vậy, hai con chữa hết mà có 56 triệu thôi. Đó. Hình ảnh thì em mới gửi lời nè. Mong cô chú anh chị mình xem ha. Thấy ưng ý mua lượt liên hệ. Nè, chân móng em quay kỹ nè cho cô chú xem kỹ nè. Thấy chưa? Lúng lúng chèn luôn. Đó. Đây. Con này cũng vậy nè cô chú chị. Hai con xương sóc nè. Khỏi phải nói tới ha. Cái độ pin lực nó không có lắc còn pin lực ha. Đây. Bò hay liền bò một màu mà. Đó. Thì em nhắc lại hai con này ha, con cao 1m31, con cao 1m33, con này cao 1m33 nè, ôm chữa lứa thứ hai ha. Chữa được 3 tháng. Bao lòi lũ là 3 tháng luôn ha. Còn chữa gì trong vòng 3 ngày cô chú gì làm ơn thăm khám lại cho em một cái. Đó. Để mình biết chữa hay không ha chú anh chị.
Rồi giờ hình ảnh em gửi rồi hết rồi đó, hãy mong cô chú chị mình xem kỹ nè, một lần nữa chi tiết là muốn gửi hình ảnh hết rồi ha, ưng ý được mua thì liên hệ cho bên em. Bò này thì ăn uống thì khỏi phải nói tới luôn chú chị. Mấy con bò mà cô chú chị về bắt mà nó ít ăn thì biết sao, đi đường xa rồi nhầm khiêng con nó hơi mệt, cũng khi nó ăn ít lại một bữa hai bữa thì cô chú chị mình muốn kỹ thì mình chích ngừa bò dưỡng vô ha, chích bò dưỡng vô nó ăn mạnh lại hả cô chú chị. Đó bây giờ đi mấy con bò đi, mình đi đường xa mình cũng mệt nó chưa bò ha chú chị. Rồi rồi hình ảnh này cũng gửi rồi, gửi lại rồi cô chú chị mình xem đi, ưng ý được mua thì liên hệ cho anh em.